Ten Hag duyệt chi, MU chốt mua bao tiền đạo. Chủ tịch giang tay, Ronaldo đồng ý gia nhập Chelsea. Choáng với thu nhập của Mbappe nếu ở lại Paris Saint-Germain. Ten Hag duyệt chi, MU chốt mua bao tiền đạo. Sẽ không có gì bất ngờ nếu Man United muốn mang thêm về một tiền đạo nữa trong tháng riêng tới. Cristiano Ronaldo và Erik Ten Hag đang có những mâu thuẫn không thể giải quyết. Tiền đạo người Bồ Đào Nha được cho là sẵn sàng rời đi trong tháng riêng. Trong bối cảnh đó, Man United sẵn sàng mang về một tiền đạo mới. Trước đó, trong mùa hè, Marko Arnautovic là người từng được Ten Hag để mắt. Nhưng với sự phản đối từ nhiều phía, thương vụ này đã không thể hoàn tất. Trang Janus Foteos ở Pháp mới đây tiết lộ tiền đạo João Félix thuộc Atletico Madrid, người được đại diện bởi siêu cò Jorge Mendes, có khả năng thay thế cho Ronaldo. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chân sút khác đang nằm trong danh sách chuyển nhượng của Quỷ Đỏ. Cụ thể, họ đang muốn thương thảo với tiền đạo Jonathan David của Lille, Patrick Schick, Bayer Leverkusen và Moussa Dembélé, Lyon. Những cái tên đó chắc chắn không hào nhoáng như cầu thủ từng đoạt 5 quả bóng vàng, nhưng họ chắc chắn đều là những tiền đạo trẻ trung và sẵn sàng cháy hết mình mỗi khi vào sân. Với sự dẫn dắt của Ten Hag, dường như Quỷ Đỏ đang có một kế hoạch rõ ràng hơn trên thị trường chuyển nhượng và không bị cuốn vào những thương vụ mua cho có. Ten Hag đang làm cách mạng với việc Hà Lan hóa sân Old Trafford. Có khả năng trong tháng riêng tới sẽ có thêm nhiều hợp đồng bất ngờ cho người hâm mộ Man United. Chủ tịch giang tay, Ronaldo đồng ý gia nhập Chelsea. Doanh nhân Todd Boehly vẫn chưa từ bỏ ý định đưa Cristiano Ronaldo về sân Stamford Bridge nhằm giúp The Blues gia cố hàng công. Cristiano Ronaldo đang trên đường rời Old Trafford ngay trong tháng riêng tới. Lập tức, Chelsea được giới truyền thông Anh đồn đại muốn chiêu mộ CR7. Theo Daily Mail, chủ tịch Todd Boehly muốn tận dụng mối quan hệ mật thiết với siêu cò Jorge Mendes để mời chào tiền đạo 37 tuổi. Mặt khác, huấn luyện viên Erik Ten Hag cũng dần mất kiên nhẫn với cậu học trò. Theo đó, chiến lược gia người Hà Lan sẵn sàng để CR7 ra đi nếu anh không chấp nhận việc không thể đá chính thường xuyên. Dù vậy, với cái tôi lớn và hàng loạt vấn đề nội bộ đã diễn ra từ đầu mùa, Cristiano Ronaldo khó lòng ở lại. Tuy nhiên, ngay cả khi có cơ hội lớn để chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1985, Chelsea có lẽ cũng cần phải suy nghĩ lại. Mùa giải năm nay, CR7 ra sân 12 lần và ghi vỏn vẹn 2 bàn. Huấn luyện viên Erik Ten Hag ưu tiên Marcus Rashford và Anthony Martial, đồng thời chỉ xem Cristiano Ronaldo là kép phụ. Mặt khác, so với khoảng thời gian còn khoác áo Juventus, đội trưởng của Bồ Đào Nha đã không còn duy trì được cả về thể lực, tốc độ và sự nhạy bén. Chính vì thế, thương vụ CR7 sẽ là mạo hiểm với Chelsea vào lúc này. Thậm chí, sau nhiều lần thái độ khi còn khoác áo Man United, Cristiano Ronaldo có thể là nhân tố nguy hại cho phòng thay đồ The Blues. Quan trọng hơn, Chelsea có thể đã quá ngán ngẩm với thương vụ chữa cháy mà Ramadel Falcao từ chính Quỷ Đỏ trong quá khứ là một ví dụ. Nhắc đến chu kỳ thành công của Chelsea, người ta không thể nhắc đến những chân sút lừng danh. Didier Drogba, quái vật dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho, trong khi Diego Costa đã khẳng định tên tuổi nhờ khả năng độc lập tác chiến hoàn hảo. Kể cả bản hợp đồng được cho là thất bại như Fernando Torres cũng từng giúp Chelsea lọt vào bán kết Cúp C1 mùa 2011-2012, sau đó lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, đã rất nhiều năm trôi qua, Chelsea chưa thể tìm được ai giống như Didier Drogba và Diego Costa. Alvaro Morata gây thất vọng và Gonzalo Higuain cũng không gắn bó được lâu với The Blues. Hay gần nhất có thể kể đến Timo Werner, người khiến khán giả sân Stamford Bridge chỉ biết lắc đầu vì sự vô duyên đến mức khó tin. Ngay cả khi lên ngôi tại Champions League mùa giải 2020-2021, Chelsea vẫn không thể có nổi một chân sút thượng hạng trong đội hình. Và giờ đây, khi nắm quyền thay Thomas Tuchel, Graham Potter lại phải cắn răng chịu đựng với Pierre-Emerick Aubameyang và Raheem Sterling. Trong khi đó, Amado Broza vẫn cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Cristiano Ronaldo không phải là cầu thủ phù hợp cho Chelsea vào thời điểm này. Một chân sút đã già nua, đuối sức và sắp bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Nếu chủ tịch Todd Boehly cố chấp muốn đưa CR7 về Stamford Bridge, làn sóng phản đối có khả năng nổi lên và phòng thay đồ của câu lạc bộ Tây London đứng trước nguy cơ rối loạn. Choáng với thu nhập khủng của Mbappe nếu ở lại Paris Saint-Germain. Truyền thông Pháp mới đây đã tiết lộ chi tiết về hợp đồng hiện tại của Mbappe với Paris Saint-Germain. Trong đó bất ngờ nhất là thu nhập quá khủng của tiền đạo này. Truyền thông Pháp mới đây đã tiết lộ chi tiết về hợp đồng hiện tại của Mbappe với PSG. Trong đó bất ngờ nhất là thu nhập quá khủng của tiền đạo này. Gần đây, Mbappe trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất của bóng đá Pháp khi hồi đầu tháng, nhiều nguồn tin uy tín tại đây đã xác nhận anh muốn rời PSG sớm vì mâu thuẫn câu lạc bộ. Đây là một động thái vô cùng sốc đến từ nhà vô địch World Cup 2018.
lý do bởi anh mới chỉ gia hạn với PSG vào tháng 5 vừa qua và được cho là nhận hàng tấn tiền lót tay để ở lại thay vì tới Real Madrid. Dù cả câu lạc bộ lẫn tiền đạo này đã lên tiếng bác bỏ tin đồn, nhưng câu chuyện này vẫn đang thu hút nhiều bàn tán tại xứ sở lục lăng. Mbappe được cho là muốn rời PSG sớm nhất là vào tháng 1 năm 2023. Mới đây, tờ báo thân mật với PSG có tên là Le Parisien đã hé lộ nhiều chi tiết quan trọng trong bản hợp đồng mà Mbappe mới ký với PSG hồi tháng 5 vừa qua. Trong đó, đáng chú ý nhất là mức lương cực kỳ khủng của tiền đạo này. Cụ thể, đôi bên đã ký một giao kèo có thời hạn 2 năm kèm 1 năm tùy chọn gia hạn nhưng chỉ được kích hoạt bởi Mbappe. Mức lương của Mbappe theo đó đã được tăng lên gấp 3 lần so với trước đó thành 72 triệu euro một năm, tương đương 6 triệu euro trên một tháng, 2,7 triệu euro sau thuế. Việc ký hợp đồng gia hạn với PSG hè qua đã mang đến cho Mbappe hàng tấn lợi ích, đặc biệt là về kinh tế. Bản hợp đồng mới không có điều khoản thưởng thành tích, Champions League hoặc quả bóng vàng. Tuy nhiên, anh sẽ nhận được một khoản lót tay khi ký gia hạn trị giá 180 triệu euro sẽ được trả dần trong 3 năm. Chưa dừng lại ở đó, Mbappe sẽ tiếp tục nhận được khoản thưởng cho lòng trung thành trị giá 70 triệu euro vào cuối mỗi mùa giải nếu anh ở lại câu lạc bộ. Con số này sẽ tăng thêm 10 triệu euro qua từng năm. Mbappe có thể nhận hơn nửa tỷ euro nếu hoàn tất hợp đồng với PSG. Tổng cộng, tiền đạo 23 tuổi có thể bỏ túi 630 triệu euro nếu anh ở lại đội bóng thủ đô nước Pháp cho đến khi kết thúc hợp đồng. Theo Le Parisien, trên lý thuyết thì đây là hợp đồng giá trị cao nhất trong lịch sử thể thao, vượt qua cả bản giao kèo mà Messi ký với Barcelona vào năm 2017 là 555 triệu euro cho 4 năm. Để so sánh kỹ hơn thì tổng thu nhập của Lionel Messi trong năm 2021 theo tờ Forbes rơi vào khoảng 130 triệu euro, bao gồm tiền lương, tiền tài trợ quảng cáo, kinh doanh. Lấy tổng thu nhập của Mbappe trong 3 năm tại PSG chia cho con số trên thì Messi sẽ phải lao động gần 5 năm mới có thể sánh bằng. Messi phải làm việc gần 5 năm mới có thể kiếm được số tiền tương đương với Mbappe được nhận chỉ trong vòng 3 năm hợp đồng với PSG. Đây thực sự là mức thu nhập điên rồ cho một cầu thủ mới chỉ 23 tuổi. Tuy nhiên, khi mới gia hạn, phía đại diện của Mbappe đã khẳng định họ coi trọng dự án thể thao của PSG hơn là khía cạnh tài chính. Dường như lập trường ấy vẫn được giữ nguyên cho tới hiện tại khi mà Mbappe tỏ ra không hài lòng với câu lạc bộ thủ đô và được cho là muốn rời đi ngay trong tháng 1 này. Thậm chí tờ L'Equipe còn tiết lộ tuyển thủ Pháp có thể cân nhắc tự mua lại hợp đồng để được rời PSG theo dạng cầu thủ tự do.